Không phải cứ uống thuốc là tốt, 5 thực phẩm giúp lọc sạch độc tố, tăng cường sức khỏe cho phổi. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác nào ở đây mà thường xuyên bị khó thở, tức ngực, leo cầu thang có từ tầng 1 lên tầng 2 mà đã mệt hết hơi, lại sống trong khu vực ô nhiễm khói bụi, thì khả năng cao là phổi đang có dấu hiệu suy yếu. Nếu cô bác chủ quan mặc kệ, chẳng mấy chốc mà sơ hết cả hai lá phổi. Nghiêm trọng hơn là mắc các bệnh như là viêm phế quản, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Không chỉ đơn giản là tốn kém chi phí điều trị đâu cô bác, mà cô bác hoàn toàn có thể mất đi khả năng vận động, khó mà sống được như một người bình thường. Do đó trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với cô bác 5 loại thực phẩm bán đầy ngoài chợ, lại rẻ tiền, giúp cô bác hút sạch mọi bụi bẩn và độc tố có trong phổi, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể của bác nhé. Thực phẩm đầu tiên là củ gừng. Gừng là một loại gia vị quen thuộc trong nấu ăn, chắc hẳn nhà cô bác nào cũng có sẵn lấy vài củ, có đúng không? Thông thường thì cô bác hay thêm vào các món ăn nhằm tăng thêm sức hấp dẫn. Gừng có vị cay cay nên kích thích vị giác cực kỳ tốt, giúp cô bác ăn uống ngon miệng hơn. Thế nhưng trên hết là công dụng của gừng đối với sức khỏe của bác nhé. Trong đông y, gừng có tính ấm, có tác động rõ nhất và hiệu quả nhất vào phổi. Các tinh chất có trong gừng có khả năng kháng viêm nên góp phần giảm viêm, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, trong đó bao gồm cả hai lá phổi của chúng ta. Không khí hiện tại là vô cùng ô nhiễm với những hạt bụi siêu mịn. Bằng mắt thường, cô bác sẽ không nhìn thấy được, mà nhìn từ xa trông đám bụi chẳng khác nào làn sương nên hầu như mọi người thường chủ quan. Do vậy, trong quá trình hô hấp hàng ngày, cô bác không thể biết được lượng bụi cũng như là khí thải mà mình đã hít vào nhiều đến chừng nào đâu. Chỉ với một củ gừng nhỏ, nó sẽ giúp cô bác giải độc phổi, đồng thời đẩy mạnh đào thải các chất ô nhiễm, tồn đọng trong phổi. Kết quả là giảm tắc nghẽn tại phổi, cải thiện lưu thông khí cho cô bác, khắc phục triệt để các triệu chứng khó thở. Cô bác nào đang bị bệnh mãn tính tại phổi, chẳng hạn như viêm phế quản, thì chỉ cần dùng gừng trong một thời gian ngắn sẽ thấy bệnh tình đỡ hẳn của bác nhé. Còn đối với cô bác nào bị bệnh hen suyễn, cần phải hiểu bản chất của bệnh này là tình trạng viêm tại đường dẫn khí của phổi. Trong khi đó thì gừng có tính kháng viêm, tuy rằng một mình nó sẽ không thể giúp cô bác khỏi bệnh, nhưng chỉ ít thì viêm sẽ giảm và thở tốt hơn của bác nhé. Thông thường khi cô bác gặp vấn đề tại phổi, dù nặng hay là nhẹ thì phổi đều có xu hướng bị xẹp xuống, vậy nên mới gây ra các triệu chứng hô hấp khó chịu. Uống nước gừng có thể giúp cô bác tăng dung tích của phổi lên đáng kể. Nói tóm lại, cô bác có thể thêm gừng vào các món ăn hàng ngày, đồng thời kết hợp với các thói quen uống trà gừng mỗi ngày từ 2 đến 3 tách để tăng cường chức năng của phổi. Chỉ cần lưu ý là tránh uống vào buổi tối để không bị mất ngủ của bác nhé. Tiếp theo đó là quả sung. Quả sung này thật ra ít thấy bán ngoài chợ bởi vì nó mọc quá nhiều, không việc gì phải đi mua. Cũng vì ít người biết đến công dụng của nó nên đến mùa là nó rụng đầy đường, hết sức lãng phí. Có thể cô bác chưa biết, loại quả này được coi là thuốc quý dành riêng cho phổi đấy của bác. Cô bác biết rồi, lạnh và khô là tác nhân chính làm tổn thương đến hệ hô hấp. Trong khi đó, quả sung có chứa nhiều axit malic và axit oxalic, giúp cô bác giữ ấm và giữ ẩm cho cổ họng và phổi, rất có lợi cho hệ hô hấp. Ngoài ra, hai chất này cũng góp phần thúc đẩy dạ dày và ruột của cô bác tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Mỗi khi phổi nóng, cô bác cảm thấy giọng nói của mình trở nên khàn đặc thì có thể nấu nước đường, thả thêm vài quả sung vào, sau đó uống sẽ hạ nhiệt nhanh chóng, từ đó cải thiện triệu chứng đau rát họng và mất giọng. Hay đơn giản hơn, chỉ cần thấy cổ họng hơi sưng, cảm giác ngứa ngứa muốn ho thì cô bác hãy ăn một ít quả sung, cổ họng sẽ mau chóng được xoa dịu và bớt khó chịu cô bác nhé. Ngoài ăn sung tươi thì cô bác có thể sấy khô, làm mứt, siro để bảo quản được lâu. Cứ xuất hiện triệu chứng là mình có cái dùng luôn chứ không mất công đi tìm của bác nhé. Thứ ba là cây mía. Mùa hè đến, cô bác thường chọn nước mía làm thức uống để giải khát và hạ nhiệt cho cơ thể, có đúng không nào? Nước mía có vị ngọt tự nhiên, không cần cho thêm đường nên cô bác không lo về vấn đề tăng cân. Tuy nhiên cô bác vẫn lo sợ rằng uống nhiều nước mía sẽ gây đau họng. Đó là bởi vì họ thường cho thêm nhiều đá để thức uống mát lạnh thì sẽ ngon hơn. Chứ thực chất, mía cực kỳ tốt cho hệ hô hấp của bác nhé. Mía có công dụng giảm ho, long đờm rất hiệu quả. Không những vậy, vị ngọt tự nhiên của mía sẽ giữ ấm cho cổ họng và làm ẩm niêm mạc vùng họng của bác nhé. Do đó, cô bác sẽ phòng tránh được tình trạng đau họng, ngăn không cho vi khuẩn tấn công hệ hô hấp.
Trong cuốn sách Tùy tức cư ẩm thực phổ còn viết rõ ràng, chi tiết về lợi ích của mía đối với phổi. Đại ý là nước mía sánh ngang với phục mạch thang thiên nhiên. Phục mạch thang là một bài thuốc cổ xưa được biết đến có công dụng bổ khí, dưỡng huyết. Như vậy thì công dụng của nước mía đối với phổi là không thể xem thường đâu, đúng không của bác? Không những vậy, nước mía còn có chứa chất kiềm nên có tác dụng ngăn ngừa ung thư, trong đó bao gồm cả ung thư phổi. Tuy nhiên, cô bác lưu ý là không nên uống nước mía quá lạnh, chỉ nên bỏ chút đá vào cho mát là được để cổ họng không bị nhiễm lạnh, cô bác nhé. Thứ tư là quả lê. Khi ăn loại quả này, cô bác có thấy là nó có vị ngọt thanh và rất nhiều nước, có đúng không? Chính vì đặc điểm này mà quả lê có thể giữ ẩm cho phổi và đường hô hấp trên, cô bác nhé. Đặc biệt là những ngày tháng 8 âm lịch hay mùa đông trời hanh khô, ăn loại quả này thường xuyên sẽ giúp cho cổ họng tránh bị khô rát. Hơn thế nữa, quả lê tươi sẽ giúp cô bác đào thải sạch độc tố, khí thải và khí cặn ra khỏi phổi, làm khai thông đường thở nhanh chóng. Cô bác chỉ cần ăn trực tiếp lê tươi là đã đủ để cải thiện hệ hô hấp rồi. Nếu cô bác có thời gian, mình có thể nấu chín lê cùng với nước rồi ăn cả cái lẫn nước. Hoặc là cô bác dùng để nấu canh xương hay nấu lẩu, vừa thơm ngon lại vừa bổ dưỡng cho sức khỏe của bác nhé. Cuối cùng, đó chính là tiết lợn. Mặc dù nghe chẳng liên quan gì, nhưng sự thật là tiết lợn có thể giúp cô bác lọc sạch phổi đấy của bác. Lý do là bởi tiết lợn có chứa thành phần chủ yếu là sắt và protein. Sau khi đi vào dạ dày thì lượng protein trong tiết lợn sẽ được dịch vị dạ dày phân giải, từ đó sinh ra một chất có tác dụng chống lại bụi bẩn và các chất cặn bã tích tụ trong cơ thể. Phổi cũng không ngoại lệ, chất này đóng vai trò loại bỏ bụi bẩn và kim loại nặng trong phổi thông qua quá trình bài tiết. Hơn nữa, chất này cũng thực hiện nhiệm vụ là khử trùng và cải thiện chức năng đường ruột của cô bác. Do đó có thể khẳng định tiết lợn là chất tẩy rửa tự nhiên giúp làm sạch, thanh lọc cơ thể một cách hiệu quả. Đặc biệt đối với các cô bác đã có tuổi hoặc là từng mắc các bệnh có liên quan đến phổi. Cô bác đừng e ngại tiết lợn nhé, mình ăn chín chứ không ăn tiết canh. Cô bác hoàn toàn có thể yên tâm khi ăn tiết lợn đã được nấu chín kỹ càng, đảm bảo không có dấu hiệu ôi thiêu thì mới mua về cô bác nhé. Thi thoảng cô bác nên lọc phổi một lần, chứ nếu để càng lâu thì khí cặn sẽ ngày càng nhiều, bụi bẩn ngày càng dày và sớm muộn gì cũng sinh bệnh đấy cô bác. Bên cạnh đó, song song với việc bổ sung các thực phẩm giải độc phổi thì cô bác nên thực hiện các thói quen lành mạnh để phòng tránh hoặc hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm độc phổi. Do đó tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho cô bác một vài điều vô cùng đơn giản và dễ làm thôi, giúp cho cô bác bảo vệ toàn bộ hệ hô hấp của bác nhé. Thứ nhất là luôn hít thở sâu. Cuộc sống hàng ngày thường khiến cô bác quên đi cách thở chính xác. Cô bác cứ để ý thì sẽ thấy là thông thường hơi thở của mình khá ngắn. Tuy nhiên, việc hít thở sâu mới là đúng và nó đóng vai trò hết sức quan trọng của bác nhé. Bằng cách này, khí oxy sẽ dễ dàng đi vào đường thở và phổi của cô bác. Trong thực tế, các bài tập thở, đặc biệt là hít thở sâu, sẽ giúp cho cô bác tăng cường sức khỏe của phổi. Hơn nữa còn giúp cô bác thư giãn một cách hoàn hảo, đặc biệt là những lúc cô bác cảm thấy căng thẳng hay là mệt mỏi. Mỗi ngày, cô bác chỉ cần bỏ ra vài phút để hít vào thật sâu và thở ra từ từ, thì hô hấp sẽ được cải thiện ngay lập tức của bác nhé. Về các bài tập thở thì Sống Khỏe Mỗi Ngày đã chia sẻ với cô bác khá nhiều bài tập đơn giản. Cô bác có thể tìm lại video để tham khảo và tập theo nhé. Thứ hai là thường xuyên dọn dẹp nhà cửa và không gian làm việc. Có một ngôi nhà và nơi làm việc sạch sẽ là điều vô cùng quan trọng để ngăn ngừa bệnh phổi. Bởi vì không gian sống mà bừa bộn thì sẽ thu hút nhiều vi khuẩn gây hại tìm tới. Nhà cửa lâu ngày không dọn dẹp thì bụi sẽ phủ đầy vào các vật dụng. Lâu ngày sẽ dẫn đến những mối nguy hại cho phổi. Trong quá trình hô hấp, cô bác sẽ vô tình hít phải bụi bẩn và vi khuẩn, virus. Sau một thời gian, chúng sẽ tích tụ vào bên trong đường hô hấp, từ đó hạn chế sự lưu thông tự do của oxy. Và đương nhiên, lá phổi của cô bác không thể nào khỏe mạnh như trước được. Bởi vậy, việc giữ cho không gian sống cũng như không gian làm việc luôn sạch sẽ là một thói quen tuyệt vời. Hơn nữa, dọn dẹp nhà cửa vốn dĩ là một công việc hàng ngày mà chúng ta không cần phải bàn cãi nữa. Vậy nên cô bác cần duy trì liên tục để giúp ích cho sức khỏe của lá phổi cũng như giữ cho mình thói quen gọn gàng, ngăn nắp mọi lúc mọi nơi cô bác nhé. Thứ ba là xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh. Cô bác nào ăn uống không khoa học thì chắc chắn là cơ thể sẽ không thể nào khỏe mạnh được, bởi vì mọi cơ quan nội tạng đều sẽ bị ảnh hưởng, không nhiều thì ít. Và để bảo vệ cho đường hô hấp,
cô bác không nên ăn quá nhiều hải sản, vì hải sản mặc dù ngon và bổ sung nhiều dinh dưỡng nhưng lại tanh. Cô bác ăn quá nhiều đồ tanh thì hệ hô hấp sẽ sản sinh ra rất nhiều dịch nhầy và đờm. Khi đờm kết dính thành một khối sẽ gây khó khăn trong việc bài tiết qua phổi, gây tổn thương phổi, khí quản và phế quản của cô bác. Bên cạnh đó, ăn nhiều đồ cay nóng như là ớt, mù tạt sẽ có thể làm tổn thương đến phổi. Càng ăn nhiều, cô bác sẽ càng dễ sinh ho, tức ngực, triệu chứng thở khò khè sẽ tăng lên theo thời gian. Ngoài ra, cô bác cũng nên hạn chế uống cà phê và trà, cô bác nhé. Biết là hai loại thức uống này giúp cho đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, thậm chí còn rất tốt cho gan và giúp phòng ngừa các bệnh lý về gan. Thế nhưng thành phần caffeine có trong cà phê và theophylline trong trà sẽ làm giãn cơ trơn phế quản và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp. Do đó, chế độ ăn để phổi hoạt động tốt là tăng cường ăn các loại trái cây và rau quả để bổ sung thêm vitamin, khoáng chất và nâng cao sức đề kháng của bác nhé. Và cuối cùng là rèn luyện thể chất. Tập thể dục sẽ giúp cho phổi của cô bác trở nên dẻo dai và có khả năng mang nhiều oxy hơn, đồng thời cho phép phổi cung cấp năng lượng tích cực và loại bỏ khí CO2 hiệu quả. Nếu cô bác không có thói quen này thì sức khỏe lá phổi sẽ bị ảnh hưởng rất xấu đấy. Trong thực tế, tập thể dục giúp toàn bộ cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, kết quả là mọi cơ quan nội tạng đều như được hồi sinh và đương nhiên là lá phổi theo đó mà sẽ được khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, thể dục cũng giúp cô bác kích thích hệ thần kinh, giúp cho tinh thần minh mẫn và sáng suốt. Chính vì vậy, cô bác hãy rèn cho mình thói quen tập thể dục ít nhất là 30 phút mỗi ngày để cải thiện sức khỏe nói chung và hệ hô hấp nói riêng, cô bác nhé. Cứ nhìn các bệnh nhân mắc COVID-19 chuyển nặng, cô bác sẽ thấy bệnh về hô hấp đáng sợ như thế nào. Nếu cô bác không chú ý giữ gìn thì khi về già sẽ dễ mắc các bệnh nghiêm trọng, không thua gì COVID-19 đâu. Do đó, ngay từ hôm nay, cô bác hãy duy trì các thói quen tốt và ăn nhiều các thực phẩm bổ dưỡng cho phổi như một cách để phòng tránh, cô bác nhé. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình tâm lý vui vẻ, lạc quan và tránh suy nghĩ lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt, kết hợp với việc ăn uống điều độ, đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.